Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hàng. Và ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Nếu để chọn ra một nữ idol có số thị phi hàng đầu K-pop Gen 3 thì chắc chắn đó chính là Jennie của Blackpink. Mọi điều cô làm đều có thể vô tình tạo nên những tranh cãi đối với cư dân mạng. Gần đây thì một chủ đề về Jennie Blackpink nhận được sự quan tâm trên Pnet. Netizen đặt dấu hỏi, Jennie những ngày gần đây cô ấy đang làm gì vậy? Chuyện là gần đây Jennie đang có chuyến vi vu sang Mỹ, nhưng những hình ảnh của cô nàng tại trời Tây lại không được lòng một bộ phận K-net. Một số cư dân mạng cho rằng Jennie dường như ngày càng thay đổi, hình ảnh trở nên tự do quá lố, khác hẳn thời gian trước đây. Nhiều netizen tiếc nuối khi visual của Jennie đã đánh mất sự sang trọng, đặc trưng của những năm trước. Giờ đây thì Jennie chuyển sang phong cách phóng khoáng kiểu Âu Mỹ nhưng lại chẳng hề phù hợp với lứa tuổi. Một số cư dân mạng lại đổ lỗi cho bạn trai tin đồn G-Dragon của Jennie. Những người này cho rằng từ sau khi Jennie hẹn hò trưởng nhóm Big Bang, cô nàng dường như bị ảnh hưởng bởi gu thẩm mỹ khác biệt của bạn trai, dẫn đến hình ảnh ngày càng nổi loạn hơn. Thời năm 2017-2018, Jennie nổi tiếng với hình tượng tiểu thư sang chảnh, nhưng Jennie phiên bản hiện tại lại cực phóng khoáng tự do và có phần táo bạo đến bất ngờ. Trước những ý kiến tranh cãi thì các fan của Jennie lại cho rằng cô nàng vẫn xinh đẹp và cuốn hút, dù theo phong cách nào đi chăng nữa. Nữ idol hợp gu phong cách Âu Mỹ và có thể thử nghiệm bất cứ hình ảnh nào mà cô thích, không cần đóng khung vào một hình tượng cố định. Những khoảnh khắc cực thoải mái của Jennie tại Mỹ cho thấy cô đang tận hưởng chuyến đi vui vẻ và chẳng cần bận tâm đến ý kiến của cư dân mạng. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn để lại ở bên dưới phần bình luận của video này để chúng mình có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.